Hello mọi người, thank you vì là người đã xem video này của mình. Trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái chapter tiếp theo, đó là chapter 10. Đấy. Chúng ta đã đến cái chapter 10 rồi và chỉ còn tầm khoảng 6-7 video nữa thì thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái series này. Chapter 10 là chúng ta sẽ cùng nhau đi làm việc với Bootchamp. Nó sẽ kế thừa từ cái chapter số 9 nhá các bạn nhá. Nên là mình sẽ copy từ cái chapter số 9 về. Thì chapter số 9 như các bạn đã biết là chúng ta đã làm việc với user authentication. Các bạn đã làm đủ được các cái chức năng đăng nhập, đăng ký, đăng xuất đúng không? Và có các cái form của mình đúng không? Và các bạn đã biết được rằng là khi các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản bình thường thì các bạn sẽ không thể đăng nhập được vào trong cái tài khoản admin đúng không? Nhưng tuy nhiên rõ ràng thì điều quan trọng là chúng ta muốn bây giờ chúng ta muốn cải tiến về cái trang web đó bằng cách chúng ta có những cái phông chữ nó đẹp hơn, nó hiệu ứng nó tốt hơn. Bên cạnh đó thì các bạn chỉ đăng nhập vào một cái trang duy nhất và làm như thế nào để nó có thể hiểu được, đúng không? Nó hiểu được và chúng ta điều hướng được, được chưa? Đấy, thì đó là nội dung của cái chapter 10, đó là chapter Bootstrap. Đấy, chúng ta sẽ có một cái giao diện web nó thân thiện hơn. Đấy, và nó tiệm cận đến những cái trang web hiện tại. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, ví dụ như mình log out này. Đấy, thì cái trang web nó như này, có nghĩa là nó đẹp hơn, đúng không? Mình log in, mình đăng nhập. Đúng không? Mình log in, mình đăng nhập thì nó như này, những cái thanh này nó luôn tồn tại. Đấy, để các bạn luôn có thể view được, các bạn luôn làm được, đúng không? Các bạn có thể change password. Đấy, thì lúc này là nó sẽ đi vào trong cái Django Administration để các bạn có thể sửa đổi thông tin về mật mật khẩu đúng không? Rồi các bạn có thể log out đấy, các bạn có thể sign up, các bạn có thể đăng ký đấy. Thì đăng ký này với mỗi một cái trường này đấy, nó có một cái biểu mẫu và nó rất là đẹp đấy. Ở dưới nó có cái button sign up hay gì đó nó rất là đẹp đấy. Thì đó là cái nội dung của cái chương số 9 này, đó là chương Bootstrap. Thì chúng ta sẽ làm việc với bốn cái rất là quan trọng tại cái chương này. Đây nhá. Chúng ta sẽ làm việc với bốn cái rất là quan trọng. Thực ra thì chúng ta là chỉ nghiên cứu về Django thôi. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây, cái chương số 10 đúng không? Là chúng ta sẽ làm việc cùng thêm với lại đây, Bootstrap CSS, jQuery.js, Popper.js và Bootstrap.js. Đấy, ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay và làm việc luôn. Mình sẽ Ctrl C cái đống này lại. Ngay việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải tạo, các bạn sẽ phải tạo cho mình một cái folder mới. Đúng không? Nó kế thừa từ cái chapter số 9 và mình sẽ copy nó. Ok chưa? Chapter 10 nha. Và mình sẽ để là Bootstrap đi, để tên chapter 10 Bootstrap. Tại mình đang ở quê đấy mọi người nên là do đó thì không có bàn phím. Ok, add folder, chúng ta sẽ add một folder mới là chapter 10 Bootstrap. Đấy. Và chúng ta sẽ add folder, sau đó thì các bạn bắt đầu mở terminal lên và chúng ta lại bắt đầu run lại từ đầu. Đúng không? Mỗi một lần mà mình hướng dẫn với các bạn như thế này thì bản thân mình cũng thấy rằng là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các cái cách thức mà một cái trang web nó làm việc, đúng không? Bắt đầu một trang web các bạn cần phải làm những cái gì. Đấy. Thì chúng ta sẽ lâu dần chúng ta sẽ quen thuộc, chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái cấu trúc, đúng không? Ok, rồi trong lúc mà pip install thì mình sẽ nói luôn một cái phần nội dung mới nha. Thì phần nội dung của chúng ta chapter 10 đó là như thế này. Thì cái đầu tiên là Bootstrap. Đấy, thì các bạn sẽ phải tạo cho mình, các bạn thấy rằng là khi mà các bạn chuyển sang giao diện ấy, đấy nó có một cái giao diện home đúng không? Giao diện home nó rất là đẹp. Nó không phải là một cái giao diện home của Django hỗ trợ đúng không? Mà là giao diện home của chúng ta code. Đấy, bên cạnh đó thì các bạn thấy rằng là cái base đúng không? Cái base.html nó cũng thay đổi bởi vì nó cố định cái khung nó luôn là như thế này. Thì do đó đó là những cái chúng ta cần phải thay đổi. Và cái đầu tiên chúng ta cần thay đổi là chúng ta phải tạo thêm một cái page app. Đấy. Sau đó các bạn page app các bạn config đúng không? Bởi vì chúng ta phải có một cái page app này để các bạn điều phối được ở cái trang home. Được không?
nhá. Điều phối đường sang home đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sang bootstrap, đúng không? Là các bạn phải tải bootstrap về. Đấy, tải bootstrap về. Sau đó thì sửa đổi ở page HTML và login HTML. Có nghĩa là sửa đổi những cái trang HTML mà các bạn sẽ phải dùng những bootstrap và jQuery. Ok chưa? Và cái thứ ba là cái sign up form. Bởi vì các bạn thấy rằng là với cái form ấy là nó đầy đầy, nó có làm chúng ta làm việc với biểu mẫu, đúng không? Đấy. Và việc chúng ta làm việc với một biểu mẫu là một cái thách thức đối với đi với HTML. Nó còn có những cái mà kiểu nó lưu hết thông tin trong biểu mẫu hay là như thế nào đó, và do đó thì chúng ta sẽ cần phải cố gắng là chúng ta dùng các cái biểu mẫu mà DisenGo nó đã hỗ trợ để viết mã thô dễ dàng hơn. Đấy, thế thì do đó các bạn sẽ phải pip install cho mình thêm một cái nữa, đó là Crispy Form. Đấy, có nghĩa là chúng ta trong cái dự án này chúng ta sẽ phải install nó 3 lần. Đấy, và sau khi đó thì chúng ta sẽ sửa cái sign up HTML thì và sửa một số những cái liên quan như là setting, thì lúc đó là chúng ta sẽ hoàn thiện được cái dự án này. Ok chưa? Đấy. Thế thì đấy nhá. Run này. Run này. Sau đó các bạn nhớ là chúng ta còn hai cái nữa mà chúng ta vẫn chưa install, đúng không ạ? Cái thứ nhất đó là install Scrappy Bootstrap. Đấy. À nhầm, pip sale chứ không phải là pip branch nhá. Rồi kiểm tra đây, nó kiểm tra mà chúng ta cứ nên nên install hết, chúng ta hiểu là chúng ta dùng cái gì chúng ta nên install đã. Đấy, Scrappy Bootstrap 5 này, đúng không? Để có thể sử dụng Bootstrap này. Ok chưa? Và cái thứ hai đó là install DisenGo Crispy Form. Được chưa? Là phiên bản là 1.7.2 là để cho các bạn hỗ trợ chúng ta làm việc cùng với biểu mẫu khi mà các bạn làm tại cái form form sign up, tức là form đăng ký nhá. Được không? Rồi. Ok. Bây giờ đến lúc này thì là chúng ta đã ổn nhá, cũng đã ok nhá. Những cái này là những cái cũ và của cái chapter số 9 chúng ta đã làm và chúng ta kế thừa. Được không? Thế thì bây giờ đến chapter 10. Đầu tiên là các bạn phải tạo cho mình một cái startup, thêm một cái app mới, đúng không? Đó là page. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ đợi thêm tầm khoảng 10 giây nữa nhỉ, để cho cái gói này nó tải hết. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn có hiểu những gì mình vừa mới nói không? Hy vọng là mọi người hiểu nhé. Và thực ra thì đối với cái phần này thì chúng ta chỉ làm việc với DisenGo thôi. Sau đó thì với những cái Bootstrap hay là jQuery thì chúng ta không cần phải quá chuyên sâu, nên là các bạn chỉ cần copy paste là được, và các bạn sẽ có thời gian thì chúng ta sẽ học sau, hiểu sau, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ tạo thêm một cái page mới, một cái mới startup mới chính là một cái page, đúng không? Và rõ ràng là theo như cấu trúc nhờ, theo như cấu trúc mà khi mà các bạn tạo một cái page app mới thì các bạn phải sửa ở trong setting, đúng không? Sửa ở trong setting này. Đấy, page config, user config thì thêm một cái nữa thì phải là có page config, đúng không ạ? Rồi, ok, tiếp theo thì các bạn cũng phải sửa trong URL. Nếu các bạn biết rằng URL ấy là ở cái này là template view home HTML, nhưng rõ ràng là cái page của chúng ta nó đã điều khiển cái này rồi, đúng không? Do đó thì chúng ta sẽ dùng cái page URL, nó chính là cái đầu tiên là nó sẽ điều khiển cái giao diện home. Được chưa? Rồi. Ok, tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái page, đúng không? Dùng cái app page này để các bạn dùng URL để các bạn điều hướng lên view ở sang home, đúng không? Thì do đó chúng ta sẽ phải touch để tạo một cái file url.py, đúng không? Để mà các bạn viết. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ viết vào đây. Đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ vào page. Và vào URL. Đấy, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ copy cái này vào. Đấy, thế thì đã có URL rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải viết ở view. Có đúng không? Và chúng ta sẽ quay lại view. Đó. Quay lại view, copy. Đấy, để về home HTML. Đúng không? Thì chúng ta hoàn thiện được cái đầu tiên, đó là page app. Rồi, sang cái thứ hai là cái bootstrap app. Đấy, cái bootstrap app tức là gì? Tức là rõ ràng các bạn thấy rằng vừa rồi. Đấy, vừa rồi là các bạn đã tải bootstrap này. Đúng không? Nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy có một cái vấn đề là các bạn chưa cấu hình bootstrap.
Ok, cái đấy tạm thời tính sau đi. Nhưng tóm lại là khi mà tải bút cháp về thì các bạn sẽ dùng ở đâu? Dùng vào HTML, đúng không? Do đó các bạn phải sửa đổi trong file HTML. Đấy, và ngay cái trước nhất đó chính là cái base HTML. Đúng chưa? Base.html 13 dòng thôi. Đấy, 13 dòng thôi nhưng bây giờ chúng ta phải chuyển thành 55 dòng để các bạn đính kèm thêm nhá. Những cái này là những cái đường link, được chưa? Những cái lớp mà họ đã được viết sẵn từ jQuery hay là từ từ Bootstrap thì họ đính vào, và những cái này này là những cái thông tin mà chúng nghĩa là nó bổ sung vào thôi, được chưa? Có nghĩa là nó làm cho cái giao diện của chúng ta nó đẹp hơn và nó có một cái cấu trúc hơn. Đấy, nhưng tuy nhiên chúng ta dùng dùng Bootstrap thì và với cái thô thì đương nhiên là hiện tại thì Bootstrap nó sẽ dài hơn một chút, đúng không? Còn đối với các dự án dài thì nó sẽ không dài hơn đâu mà nó sẽ ngắn hơn đấy. Đấy là cái thứ nhất là cái base. Cái thứ hai các bạn thấy rằng là chúng ta vào giao diện login thì cũng thấy là nó thay đổi, và do đó thì cái login nó cũng phải thay đổi, đúng không? Đấy. Và cái thứ ba đó chính là gì? Đó chính là cái sign up, tức là đăng ký, đúng không? Một cái thông tin cái chúng ta làm việc với biểu mẫu, đúng không? Thì do đó là cái sign up nó cũng thay đổi, và các bạn thấy rõ là chúng ta làm việc với lại Crispy, được chưa? Thì tức là chúng ta đã hoàn thiện được được Bootstrap, được chưa? Được cái file base login. Thực ra là sign up của chúng ta là bị thừa nhá. Ok, thế thì bây giờ mới đến những cái vấn đề quan trọng này. Đó là chúng ta có install Bootstrap nhưng chúng ta chưa setting nó, đúng không? Chúng ta có install Scrapy nhưng chúng ta vẫn chưa setting nó. Có đúng không ạ? Đấy, thì đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải vào cái setting.py để các bạn setting nốt những cái mà các bạn vừa mới cài đặt vào. Đấy, đúng không? Để nó mà hiểu được, để nó chạy được chưa? Thì các bạn sẽ đi vào setting. Đấy, cái thứ nhất là ở cái phần install app này. Đúng không? Là các bạn cần những cái bên thứ ba. Đúng không? Cần những cái bên thứ ba. Thì cần những cái bên thứ ba là các bạn phải nhúng nó vào. Đấy, cái Scripty Form và Crispy Bootstrap 5. Đúng không? Chúng ta dùng với Bootstrap phiên bản là 5 thì các bạn phải để vào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xuống cái phần đấy, xuống cái phần dưới đấy, dưới cùng thì chúng ta dùng Bootstrap thì chúng ta phải phải allow nó, đúng không? Allow cái template pack để cho phép những cái gói đấy để nó thực thi, thì các bạn đã phải xuống cuối cùng và các bạn add cho mình add cái này vào. Được chưa? Thì đó là hoàn thiện ở cái phần sign up form. Thì với cái quy tắc ấy, đáng ra theo luồng tư duy mà nói thì chúng ta sẽ ở cái phần Bootstrap chúng ta hoàn thiện hai cái này, đúng không? Chúng ta pip này, chúng ta làm setting Bootstrap này, đúng không? Sau chúng ta làm hiện thế này cái này, và đến sign up, đến sign up thì chúng ta cũng sẽ gì pip lại pip cái Crispy form, sau đó thì gì sửa setting, đúng không? Sửa setting rồi rồi mới sửa ở cái sign up HTML. Đấy, thì đáng lẽ theo luồng tư duy là thế, nhưng tuy nhiên thì chúng ta kết luận luôn. Đấy, quan trọng là chúng ta hiểu là chúng ta cần có những cái gì là được nhá. Thì đến lúc này thì khả năng thì chắc là chúng ta đã chạy được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ thử chạy cái trang web này xem nó có lỗi gì không nhé. À, đây nó có lỗi này, no module gì đây này, đúng không? Nên chúng ta sẽ save lại, close all, sau đó save lại nhé. Chapter 10 Bootstrap. No module didn't go cache. Thế thì khả năng là chúng ta thử install cái phiên bản Django thêm một lần nữa nhé. Pip install này. Thực ra thì có thể là nó sẽ không bị cái lỗi đấy bởi vì nó ở cái phần crispy form này, đúng không? Nên là mình cũng không chắc chắn lắm nhé. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ thử view lại một lần nữa để thấy xem là nếu như mà có thiếu sót thì đương nhiên là chúng ta cũng có thể làm được thôi. Đúng không? Rồi. Rồi, ok. Ok, nhưng mà trước tiên thì trong lúc đấy thì chúng ta sẽ migrate nó một lần nữa đã. Xem có những gì thay đổi không nhá. À, ở đây nó có một cái là no module name. Thì dân câu là rule catch. Lúc ban đầu thì thực ra thì mình làm thì mình cũng không có bị lỗi này. Ok.
khi mà load form thì nó không có cái module này, hay có khi nào là chúng ta chưa install nó à? Không, nếu như mà chưa install thì không thể nào mà chạy, thì nó sẽ thông báo là không có cái này. Rồi, ok, chúng ta sẽ chờ đợi nó một lúc nhé. Ừ. Rồi, ok, mọi người ơi, mình đã biết là có một cái độ sai ở đâu rồi. Đó là mình chưa chuyển từ account thành user. Đấy, đây là một cái lỗi sai mà rất là nhầm, bởi vì lúc nãy thì mình có paste cái dòng này vào, đúng không? Nhưng tuy nhiên thì mình chưa sửa chữ account thành user, và do đó thì đương nhiên là nó sẽ bị hiểu lầm, đúng không nào? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử run lại một lần nữa nhé. Hy vọng lần này nó sẽ run thành công này. Tiếp tục bị lỗi à? Ok, mình sẽ fix tiếp. Rồi, ok các bạn ơi, như vậy là cuối cùng thì mình cũng đã dò được ra lỗi rồi. Lý do mà mình làm sai lúc nãy là mình có install nhưng mà nhầm thứ tự. Đó. Cái trước tiên này, đây nhá, mình sẽ view lại cho các bạn xem nhé. Trước tiên là các bạn sẽ phải tắt tắt cái menu đi và chúng ta cài đặt lại gói. Được chưa? Cái đầu tiên đó là các bạn sẽ pip install DjangoGo trước. Đấy, sau đó thì các bạn mới pip install cái DjangoGo script perform. Đấy, phiên bản 1.7.2, và sau đó cuối cùng thì các bạn mới pip install cái script bootstrap này. Đấy, thì như rõ ràng nữa, cái phần đầu tiên mà mình lý do mà mình bị fail ấy, đó là do mình đã install cái bootstrap trước. Đấy, mà sau cái đến lúc sau thì mình mới install cái Django script before. Đấy, thì do đó là mình bị một cái vấn đề lỗi là như vậy, được chưa? Đấy. Thế thì đây này, ví dụ như cái này. Đấy, thì cái Django script before nó là hẳn một cái thư viện rất là lớn. Đấy, các bạn install nó về, đúng không? Và đặc biệt là trong cái phiên bản 1x nó có hỗ trợ cái rất là nhiều các cái gói template, ví dụ như là Bootstrap, Uniform, Foundation, Tailwind, đúng không? Hay là Bootstrap năm để cho support for new version of Bootstrap, đúng không? Và start with version 5, available with script Bootstrap 5. Đấy, thế thì do đó là các bạn sẽ cần phải install cái phiên bản Django script perform trước. Sau đó thì các bạn mới pip install cái này sau, thì các bạn thấy rằng là mình làm như vậy đấy, và ngay sau đó thì là mình run được luôn đấy, nhớ nhá. Nên nếu như các bạn mà bị lỗi giống như mình ấy, là điều cái lỗi mà kiểu như là nó không tương thích giữa các cái phiên bản ấy, và nó thiếu ấy, đấy, thì các bạn sẽ cần phải làm như thế này, được chưa? Thì lúc đó là ok, chúng ta đã hoàn thiện xong và chúng ta hoàn toàn có thể làm được rồi đấy, đúng không? Nhưng mà như có vẻ như là cái sign up này nó không đúng lắm nhỉ, có đúng không các bạn? Ok, nó không đúng với cái đầu tiên lắm ấy, khả năng là cái sign up của chúng ta có vấn đề. Ở đấy đấy, thấy chưa, các bạn nhìn thấy cái sign up có vấn đề chưa? Chúng ta chưa up cái code của cái phần sign up à? Bây giờ thì nhân tiện lúc này thì mình sẽ up luôn code cần phần đó luôn, đúng không? Để các bạn thấy rằng là nó có một cái sự rõ rệt luôn này. Sign up này. Đó. Add nó vào đây. Control F lại để điều thông tin lại. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta load lại trang này một lần nữa. Các bạn thấy là giao diện nó khác bọt liền. Đấy. Nhìn nó đã đẹp liền. Và ví dụ nhá, dùng dùng cái này á, và những cái nào mà khi ấn nút sign up có chỉnh trống ấy, nó sẽ có những cái thông báo, đúng không? Những cái pop up nó hiện lên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, nhìn này, những cái gì cần điền thì nó sẽ có những cái pop up hiện lên, thì đó là những cái thuận tiện rất là tốt. Thì khi mà các bạn càng view được thì nó sẽ càng tốt. Thế thì thực ra thì chúng ta cũng có thể làm nhỏ nhỏ cái này lại. Đấy, thì tùy theo cái mà các bạn cần sửa đổi thôi nhá. Thì ví dụ như là ở trong cái cuốn sách ấy mà mình thấy ấy, thì nó làm cái form cái ô nó cũng khá là nhỏ chứ nó không to. Mình cũng không hiểu vì sao mà khi mà mình copy code vào thì nó lại to đến cái mức độ như vậy. Đây này. Đây.
ví dụ ngay cả cái phần đăng đăng nhập đăng ký thì gì đó thôi nhá. Đấy, thì mình cũng thấy nó không to như thế. Thì nếu như mà các bạn muốn nhỏ ấy, thì mình nhớ không nhầm là ở đây là họ cũng ghi rồi. Tức là nếu như bạn muốn nhỏ thì bạn sẽ phải 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 tự chỉnh sửa. Đấy, đúng không? Bắt đầu nó to như thế này này. Đấy, cái trang setup nó to như thế này. Đấy, nếu chúng ta muốn nhỏ thì chúng ta sẽ sửa giống như ở cái phần login thôi. Để chưa thì các bạn có thể đọc và các bạn hiểu thì các bạn sẽ tìm ra cái chỗ mà chúng ta sửa lại thì cái kích thước của nó là được rồi nhá. Thì ok, như vậy là video của buổi ngày hôm nay, tức là chapter 10 bootstrap thì mình cũng đã hoàn thiện. Thì hẹn gặp lại các bạn tại chapter 11, đó là change reset. Thực ra thì cái change reset nhá, thực ra cái change reset là các bạn cũng đã hoàn toàn có thể làm được rồi, đúng không? Ở đây có chức năng change password này, đúng không? Nhưng tuy nhiên thì chúng ta change password là chúng ta hy vọng là change tại trang web đấy, chứ không phải là mà chúng ta sẽ change password tại cái Django administration. Ok chưa? Thì đó là cái nội dung của buổi ngày hôm sau mà mình sẽ quay. Thì ok, thì bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại video tiếp theo. Bye bye.